Tiếp nối cũng là bản tin thuộc hệ thống của đài truyền hình Việt TV, khánh thành tượng đài Đức Mẹ tại giáo xứ Our Lady of Fatima Church. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm nay, tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima Fort Worth đã long trọng diễn ra lễ khánh thành tượng đài Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra. Dưới bầu trời âm u và những cơn gió lạnh bất thường, các giáo dân tại đây và vùng phụ cận đã tập trung đông đảo để chứng kiến giây phút cắt băng khánh thành tượng đài Đức Mẹ. Đặc biệt có sự tham dự của Đức Giám mục Giáo phận Fort Worth, Đức cha Michael Olsen đã tăng thêm sự long trọng cho giáo xứ. Sau những nghi thức khánh thành tượng đài, Đức cha đã long trọng làm phép và cắt băng khánh thành trong tiếng vỗ tay reo hò chào mừng và niềm hoan hỷ của các giáo dân. Bức tượng với hai bàn tay chắp lại thể hiện nét dịu hiền đức độ với lòng bao dung cùng với lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Đức Mẹ. Các em trong đoàn thiếu nhi thánh thể đã có các bài múa đặc sắc dâng lời chúc tụng trước tượng đài Đức Mẹ Fatima. She never breaks. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.